Godzilla có phải là khủng long không? Bộ phim Godzilla Minus One của Nhật vừa thắng giải Oscar, vậy tại sao chúng ta không tự tìm hiểu về con quái vật đặc biệt này nhỉ? Godzilla, tên gốc tiếng Nhật là Gojira, một từ được tạo thành từ việc ghép giữa hai từ Gorilla tức khỉ đột và Gojira tức cá voi, bởi nó trông lực lưỡng như một con khỉ đột và rất thích ăn thịt cá voi, giống mình người Nhật ấy. Nghe thì không liên quan đến khủng long chút nào. Tuy nhiên khi xây dựng tạo hình cho Godzilla thì các nhà thiết kế của hãng Toho đã vay mượn nhiều yếu tố từ khủng long khi đó, chẳng hạn như tư thế tổng thể của T-Rex, bàn tay của Iguanodon, phía sừng trên lưng của Stegosaurus. Họ cũng định giải thích nguồn gốc của Godzilla như một con khủng long sống sót từ thời tiền sử, bị đột biến để trở nên khổng lồ cũng như sở hữu nhiều siêu năng lực. Tuy nhiên theo thời gian thì họ dần buông bỏ ý định này, có lẽ vì tạo hình của khủng long vào thời điểm Godzilla ra đời sau nhiều chục năm đã không còn chính xác nữa. T-Rex từ tư thế đứng thẳng với đuôi kéo lê trên mặt đất đã chuyển sang tư thế cơ thể nằm ngang. Dù vậy thì Godzilla vẫn được những người như đạo diễn Steven Spielberg coi là phim khủng long thực thụ và đã truyền cảm hứng cho ông để làm nên Jurassic Park. Làm thế nào để biết khủng long đực hay cái? Đây là một câu hỏi rất hay được một bạn đặt ra cho mình trong video ngắn hôm trước. Khủng long đương nhiên là có giới tính đực và cái, nhưng liệu các nhà khoa học có cách nào để xác định được giới tính của chúng dựa trên hóa thạch hay không? Đáng buồn thay, câu trả lời trong hầu hết các trường hợp là không. Cho đến nay, các nhà khoa học chưa có một phương pháp nào thật sự chắc chắn và chính xác để xác định giới tính của tất cả các mẫu vật khủng long. Một giả thuyết thường được đặt ra là giữa khủng long đực và cái có sự dị hình giới tính, chẳng hạn như cùng một độ tuổi thì con đực sẽ to lớn hơn con cái chẳng hạn. Nhưng vấn đề là số lượng mẫu vật của đa số các loài khủng long quá ít để thống kê và so sánh, thậm chí có loài chỉ có một mẫu vật duy nhất. Tuy nhiên trên thế giới hiện nay đã có ít nhất 3 trường hợp khủng long bạo chúa được xác định giới tính là cái, nhờ vào việc các nhà nghiên cứu phát hiện ra sự hiện diện của một loại mô đặc biệt tên là ống tủy xương trong hóa thạch của chúng. Ở chim hậu duệ của khủng long thì ống tủy xương là nơi tích trữ canxi để tạo ra vỏ trứng ở con mái. Vì thế sự hiện diện của ống tủy xương trong hóa thạch T-Rex là bằng chứng cho thấy đó là T-Rex cái và nó đã đến tuổi đẻ trứng. Thực hư đoạn clip khủng long bơi sau lưng thợ lặn. Trong những ngày vừa qua thì trên mạng xã hội X lan truyền một đoạn clip, trong đó ghi lại cảnh một thợ lặn đang ở dưới nước thì một sinh vật kỳ bí từ từ bơi lại gần sau lưng anh ta. Nhiều người dùng cho rằng đó chính là một con khủng long tiền sử đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước. Một trong các tài khoản chia sẻ đoạn clip này viết rằng họ đang cố gỡ đoạn video này khỏi Internet. Đây là bằng chứng cho thấy chúng ta đã bị lừa dối bao lâu nay và khủng long vẫn đang tồn tại. Đoạn clip đã nhận được khoảng 1,7 triệu lượt xem trên một tài khoản tính đến ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ lưỡng thì các chuyên gia cổ sinh đã phát hiện được chân tướng thật sự của đoạn clip này. Thứ nhất, hình ảnh sinh vật kỳ bí bơi sau lưng thợ lặn hoàn toàn trùng khớp với một đoạn phim tài liệu hành tinh thời tiền sử đã phát sóng trên dịch vụ Apple TV Plus và người phát tán đoạn clip đã cắt ghép khéo léo để lồng cả người thợ lặn vào. Thứ hai, sinh vật kỳ bí kia cũng không phải khủng long mà thực chất là một con thợ lặn cổ rắn Turangisaurus sống cách đây 72 đến 68 triệu năm trước. Như vậy, đoạn clip trên hoàn toàn là giả. Khủng long có phải là rồng múp hay không? Một trong những meme cũng như quan niệm khá thú vị về khủng long, đó là cái tên này ám chỉ chúng là những con thần lằn to xác, bởi khủng là to mà, vậy thì khủng long đương nhiên phải là rồng to rồi đúng không nào? Tuy nhiên về mặt từ nguyên thì điều này không đúng. Dinosaur hay khủng long trong tiếng Anh là một từ có gốc Hy Lạp, ghép từ Dinos và Sauros, nghĩa đen là con thần lằn đáng sợ. Khi người Nhật du nhập khái niệm này và dịch sang Kanji, chúng ta có Kyoryu, chuyển sang Hán Việt có nghĩa là khủng long, trong đó khủng có nghĩa là đáng sợ chứ hầu như chẳng liên quan gì đến kích thước. Nếu có chăng thì một số loài khủng long to lớn quá nên chúng trông đáng sợ mà thôi. Mà nói về kích thước thì không phải loài khủng long nào cũng to lớn mà chúng rất đa dạng, bé như con mèo hay con gà cũng có. Chẳng hạn như các loài khủng long Anchionis huxleyi hay di trì mà kênh vừa giới thiệu đến các bạn trong các video clip trước đây. Vì thế, chúng ta không thể dùng kích thước khổng lồ để định nghĩa khủng long, bởi không phải bất cứ loài bò sát cổ đại to lớn nào cũng là khủng long, và không phải cứ khủng long thì sẽ sở hữu kích thước khổng lồ. Để xác định khủng long thì ngày nay người ta dựa trên các đặc điểm giải phẫu học của chúng. Thứ vũ khí gây thốn nhất kỳ Jura. Như đã đề cập ở video trước thì Stegosaurus là một con khủng long có bộ não được cho là quá bé so với thân hình đồ sộ của nó, cùng trí tuệ không được đánh giá cao. Nhưng chiếc khủng long này lại có thể tồn tại đến 10 triệu năm trong một thời đại có nhiều kẻ ăn thịt ghê gớm như Allosaurus, Tarbosaurus hay Saurophaganax. Bí quyết của nó là gì? Trong khi những phiến sừng trên lưng được một số nhà khoa học cho là khá vô dụng vì không có tác dụng bảo vệ hai bên sườn của con khủng long, Stegosaurus vẫn còn một thứ vũ khí khiến những con khủng long săn mồi phải khiếp sợ, đó chính là bốn cái gai đuôi sắc nhọn của nó. Mỗi chiếc có thể dài đến gần 1 mét. Các nhà cổ sinh vật học đã từng tìm thấy xương chậu của một con Allosaurus có một vết lõm hình tròn khá lạ, được cho là một vết thương đã khiến con vật nhiễm trùng rồi chết.
Thứ vũ khí có nhiều khả năng gây ra vết thương dạng này nhất chính là gai đuôi của con Stegosaurus. Có lẽ con Allosaurus lánh vết thương chí mạng này khi tấn công con Stegosaurus và bị cây đuôi đầy gai nhọn của đối phương quật trúng háng. Ngoài ra còn có một đốt sống đuôi của một con Allosaurus khác cũng có một cái lỗ hình tròn vừa khít với gai đuôi của Stegosaurus. Đừng đùa với những cái gai đuôi của Stegosaurus.